Chàng du khách Mỹ đến Việt Nam bàng hoàng nhận ra Việt Nam nghèo nhưng sống tình nghĩa và yêu thương, điều mà phương Tây không bao giờ có. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tự Hào Việt Nam. Các bạn thân mến, Việt Nam là điểm đến du lịch được rất nhiều du khách nước ngoài ưa chuộng. Họ thích Việt Nam vì nhiều lý do, từ cảnh quan, ẩm thực, nhưng hơn hết chính tình cảm thật thà, đôn hậu và thân thiện của người dân Việt Nam là yếu tố chính nắm giữ trái tim của du khách. Như câu chuyện của một anh khách Tây mà tụi mình sắp kể cho bạn dưới đây. Anh này sang Việt Nam và có chuyến mà tự tin tuyên bố rằng người Việt Nam, dù không giàu nhưng lại sống rất tình nghĩa, là điều mà ở phương Tây có tìm đỏ mắt cũng không thể có được. Vậy cụ thể, anh này đã nói những gì, anh đã trải qua, và có những kỷ niệm gì để anh phải thốt lên lời khen có cánh như thế? Hãy cùng tụi mình tìm hiểu qua video sau đây nhé! Một vị khách du lịch tên là Chris đã có chuyến đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Anh ấy đã quay lại cảnh cuộc sống của người dân trên một con phố đi bộ và đăng lên kênh YouTube với tiêu đề Con người Việt Nam có thân thiện không chỉ sau một chuyến đi và tiếp xúc ngắn với người Việt. Anh đã nhận ra điều còn quý giá hơn cả, đó là sự gắn kết giữa người Việt Nam với nhau. Việt Nam rất thân thiện là điều không có gì phải bàn cãi. Ngoài Việt Nam, có một vài quốc gia khác như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, người dân cũng thân thiện không kém. Tuy nhiên, anh này đặc biệt đánh giá cao Việt Nam vì mọi người ở đây thân thiện đến mức đáng kinh ngạc. Điều này khiến anh thậm chí cảm thấy khá sốc. Sự thân thiện ở đây không chỉ là nụ cười hay những cái vẫy tay chào hỏi nhau trên đường với người lạ, mà đó là sự sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, kể cả khi đó là một người lạ. Sự thân thiện và nhiệt tình của người Việt khiến anh cảm thấy xấu hổ và nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Như câu chuyện của chính bản thân anh từng bị lạc khi tìm đường đến trại trẻ mồ côi và may mắn là một trong số những người Việt Nam đang ở gần anh lúc đó đã sẵn sàng cho anh ngồi lên xe máy và đưa anh đến tận nơi mà anh cần đến. Anh người Việt không nề hà cũng không nói hai lời, chỉ cần biết anh này đang đi lạc đường đã chở ngay đến nơi cần đến. Chris phải thừa nhận là những điều thế này không bao giờ có thể thấy được ở Mỹ. Anh chia sẻ thử hỏi thật lòng rằng, bao nhiêu lần ở Mỹ bạn bị lạc và bạn hỏi đường ai đó, chắc chắn họ sẽ chỉ đường cho bạn, nhưng họ có tận tình đến mức đi cùng bạn hoặc là lấy xe của mình, chở bạn đến tận nơi như vậy hay không? Nếu bạn ở Mỹ hoặc một số nơi khác, thì điều tương tự có thể xảy ra, nhưng phần lớn sẽ là không. Tôi đã chứng kiến quá nhiều lần người Việt Nam giúp đỡ nhau trên đường khi có ai đó khó khăn. Đó là lòng tốt đã có sẵn trong con người họ, và nó tạo ra sự gắn kết xã hội vô cùng đáng kinh ngạc, điều mà không dễ gì mà bạn có thể thấy được ở những nơi khác. Ý tôi là bạn sẽ thấy rất nhiều người thân thiện và tốt bụng ở đây, tình cờ hoặc ngẫu nhiên bạn đều có thể bắt gặp những người dễ thương như vậy. Anh cũng kể thêm về một nét khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ. Anh nói rằng ở Việt Nam, có thể thoải mái bắt chuyện với bất kỳ cô gái hay chàng trai nào, có thể dễ dàng nói lời xin chào với họ và trò chuyện một vài câu. Tất cả mọi người đều không có vấn đề gì. Nhưng ở Mỹ thì không như vậy. Nếu bạn cố gắng bắt chuyện với một người phụ nữ mà không có bất kỳ lý do gì, và dù bản thân bạn không có ý định gì, thì hành động bắt chuyện vẫn có thể coi giống như là một tội ác. Nhìn chung, mọi người rất thân thiện và siêu tốt bụng ở đây. Bạn biết đấy, hầu hết mọi người đều khá vui vẻ, miễn là có những người tốt bụng xung quanh bạn với nụ cười đẹp và thái độ tốt. Bạn cũng sẽ giống như tôi hiểu được hạnh phúc thực sự là gì. Việt Nam là một trong những nơi hạnh phúc nhất với những người hạnh phúc nhất đang sống, và là một trong những nơi có lối sống lành mạnh và tốt nhất. Chris chia sẻ sự khác biệt văn hóa giữa Việt Nam và Mỹ. Chris nói rằng ở Việt Nam, anh có thể cảm thấy thoải mái khi bắt chuyện với bất kỳ ai, dù là người lạ. Việc nói lời chào và trò chuyện một vài câu không gây ra sự khó khăn hay mặc cảm. Mọi người đều mở lòng và sẵn lòng chia sẻ và kết bạn. Tuy nhiên, ở Mỹ, vấn đề này có thể phức tạp hơn. Một số người có thể cảm thấy không thoải mái khi bị bắt chuyện bởi người lạ, và việc này có thể bị hiểu lầm hoặc gây ra sự không thoải mái. Điều này thể hiện sự khác biệt về mặt văn hóa và quan điểm cá nhân giữa hai quốc gia. Ngoài ra, Chris cũng nhấn mạnh về lòng thân thiện và sự tử tế của người Việt Nam. Anh nói rằng mọi người ở đây thường xuất phát từ lòng tốt và sẵn lòng giúp đỡ nhau. Sự chia sẻ và tình nguyện của cộng đồng góp phần tạo nên một môi trường xã hội đặc biệt, một nét văn hóa không thể phủ nhận của Việt Nam. Những trải nghiệm và nhận định của Chris làm nổi bật sự đa dạng và sự phong phú của thế giới văn hóa, cũng như giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những giá trị và đặc điểm riêng biệt của từng quốc gia. Sau khi nghe Chris chia sẻ về trải nghiệm của mình, cư dân mạng đã phản ánh tích cực và đồng cảm với những gì anh đã trải qua. Chúng ta cùng xem họ nói gì nhé! Việt Nam thực sự là một điểm đến tuyệt vời cho du lịch, với chi phí phải chăng, đồ ăn ngon và đa dạng, cùng với sự niềm nở và chân thành của người dân. Gia đình tôi nhất định sẽ quay lại Việt Nam trong mùa hè này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những trải nghiệm của mình. Tôi sẽ bao gồm thành phố Hồ Chí Minh vào danh sách địa điểm cần ghé thăm của mình.
Khi đến Việt Nam, tôi đã gặp những người Việt tốt bụng nhất mà tôi từng biết. Cách đây 5 năm, tôi gặp rắc rối và những bạn trẻ trong khu vực đã tự ý giúp đỡ tôi. Họ đã đưa tôi đến cơ quan công an và những cảnh sát cũng rất nhiệt tình hướng dẫn tôi giải quyết vấn đề. Họ thực sự tuyệt vời. Gần 10 năm trước, khi tôi đến Sài Gòn, tôi đã bị ấn tượng bởi sự ấm áp và thân thiện của người dân địa phương. Chuyến đi đó thực sự là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi. Tôi rất vui vì bạn đã chia sẻ cảm xúc và quan điểm của mình trong bài viết này. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ ý kiến của mình. Một ý tưởng tuyệt vời. Quay một video tại công viên 23 tháng 9 sẽ thể hiện rõ sự thân thiện của người Việt Nam, đặc biệt vào một ngày chủ nhật khi có nhiều người đến để thực hành tiếng Anh. Tôi tin rằng bạn sẽ gặp được sự đồng ý của họ khi quay hình, vì họ cũng muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mình. Bạn có thể phỏng vấn người từ mọi tầng lớp xã hội để người xem có cái nhìn đa chiều về cuộc sống ở Việt Nam. Nếu bạn đến vùng nông thôn, bạn sẽ được trải nghiệm một sự chân thành và niềm hạnh phúc thật sự. Mỗi lần tôi đến thăm họ, tôi cảm thấy như mình thuộc về một gia đình lớn. Cảm giác đó rất đẹp và ý nghĩa. Tôi rất vui khi phát hiện kênh của bạn, Cheris, rất hấp dẫn và tất cả nội dung về Việt Nam của bạn làm tôi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời khi đã ghé thăm đất nước này. Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần trong quá khứ và kế hoạch sẽ quay lại sớm, có thể vào kỳ nghỉ đông sắp tới ở Mỹ. Đúng là tội ác khi nói chuyện với một phụ nữ trong các thành phố lớn, nhưng ở Việt Nam thì thoải mái hơn nhiều. Đó là một điều tuyệt vời và thú vị. Tôi từng nghe về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, và trong đầu tôi luôn ấn tượng rằng người Việt Nam có thể rất căm hận người Mỹ. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế của bản thân đã làm cho tôi bất ngờ. Cách đây 5 năm, khi tôi đi du lịch một mình đến Việt Nam, tôi gặp một số khó khăn khi mua hàng ở một tiệm tạp hóa nhỏ. May mắn thay, những người trẻ tuổi gần đó đã tự ý đến và giúp đỡ tôi. Trẻ em Việt Nam nói tiếng Anh rất giỏi và họ cũng rất thân thiện và dễ mến. Việt Nam thực sự là một quốc gia tuyệt vời. Dù sau cuộc chiến tranh với Mỹ, Việt Nam đã phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng người Việt vẫn rất bao dung và mở lòng để chấp nhận chúng ta. Hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ rất tốt. Cuộc sống ở Việt Nam không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều gia đình phải làm việc từ sáng sớm đến tối khuya trên những cánh đồng chỉ để kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình. Mặc dù tài nguyên bị hạn chế, người Việt vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và trân trọng những giá trị tốt đẹp. Tôi đã đến Việt Nam và định cư ở đây được một thời gian ngắn, và tôi rất hạnh phúc với sự chào đón ấm áp tại đất nước này. Việt Nam đã trở thành quê hương thứ hai của tôi, và văn hóa địa phương thật sự là một điều thú vị. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình ở Việt Nam. Quốc gia này có nhiều cảnh đẹp, văn hóa đa dạng và những người dân thân thiện. Dù bạn đến từ đâu, bạn sẽ luôn được chào đón một cách nồng hậu và tận tình. Người Việt Nam không quan tâm bạn là ai, họ luôn đối đãi bạn với sự lịch sự và trân trọng, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần. Tôi rất ấn tượng với lòng nhiệt huyết và tình cảm của người Việt Nam. Dù cuộc sống có khó khăn, họ vẫn giữ được sự tươi sáng và lạc quan. Họ sẵn lòng giúp đỡ bạn mà không cần mong đợi bất cứ điều gì từ bạn. Tôi là người Canada gốc Việt và từng có cơ hội sống và trải nghiệm những khoảnh khắc đặc biệt ở quê hương. Một trong những ký ức đáng nhớ nhất của tôi là về những dịp Trung thu ấm áp và đầy ý nghĩa tại Việt Nam. Khi còn nhỏ, mỗi dịp Trung thu đến là thời khắc tôi chờ đợi nhất trong năm. Gia đình và hàng xóm tổ chức những buổi tiệc tân niên vui vẻ, đầy sắc màu, tạo nên không khí sum họp và ấm áp. Đặc biệt, tôi nhớ nhất là những bữa tiệc trăng tròn khi mọi người cùng ngồi quanh bàn, thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh dẻo, kẹo dừa và hạt sen. Không chỉ là một lễ hội, Trung thu còn là thời điểm mà gia đình và cộng đồng có thể kết nối với nhau một cách sâu sắc. Mỗi năm, vào dịp Trung thu, tôi lại nhớ về những khoảnh khắc ấm áp và ý nghĩa ấy. Dù hiện tại tôi đang sống ở Canada, nhưng tâm hồn và kỷ niệm về những buổi trăng tròn tại quê nhà luôn mãi sống đọng trong lòng. Đó là thứ gì đó rất đặc biệt, không chỉ là về lễ hội, mà còn về tình thân, sự gắn kết và niềm vui chung của một cộng đồng. Tôi là một người Mỹ gốc Việt Nam, trải qua một trải nghiệm thú vị khi tham dự cỗ cưới của một người em họ tại Việt Nam. Điều đặc biệt là cỗ cưới diễn ra tại một vùng quê nghèo khó, nhưng mà sự tình cảm và lòng hào hứng của mọi người đã làm cho buổi lễ trở nên đầy ý nghĩa và đáng nhớ. Những hình ảnh về người dân ở vùng quê ấy đậm chất Việt Nam, họ không có nhiều tài nguyên, nhưng lại có một tấm lòng rộng lớn và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Trong buổi lễ, tôi chứng kiến sự đoàn kết và hợp tác của cả làng, từ việc sắp xếp trang trí, chuẩn bị thực phẩm cho đến việc giúp đỡ trong các công việc chuẩn bị cho đám cưới. Mọi người không chỉ đến để tham dự, mà họ còn chia sẻ và góp phần tạo nên không khí ấm áp và sum họp. Đó là một bức tranh tuyệt vời về tình thân và lòng hào hứng của cộng đồng, cho thấy rằng dù trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng sự đoàn kết và tình thương vẫn luôn tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở nơi này. Đối với tôi, điều này thật sự là một trải nghiệm rất đáng quý và ghi sâu trong lòng.
Khi kết thúc chuyến đi của mình đến Hồ Chí Minh, tôi không chỉ mang theo những hình ảnh đẹp về cảnh đẹp và ẩm thực tuyệt vời, mà còn mang theo một kho tàng của những trải nghiệm về sự thân thiện và lòng hào hứng của con người ở đây. Dù đang phải đối mặt với những khó khăn và nghèo đói, họ vẫn mỉm cười và sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau cũng như du khách như tôi. Điều này thực sự là một bài học quý giá về lòng nhân ái và sự đoàn kết. Chuyến đi này đã khắc sâu trong trái tim tôi và làm thay đổi cách nhìn của tôi về thế giới. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội trở lại Việt Nam để tiếp tục khám phá vẻ đẹp và sự ấm áp của đất nước và con người ở đây. Những chia sẻ của cư dân mạng cũng đã kết thúc nội dung của video ngày hôm nay. Sau khi xem xong video này, các bạn có cảm nhận thế nào về những chia sẻ của Trees về người Việt Nam? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để mọi người cùng theo dõi nhé! Nếu bạn thích video này, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Tự Hào Việt Nam và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ tụi mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.